chào tất cả các bạn đến với kênh trị điều tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta bản ngã tâm linh là loại bản ngã nguy hiểm nhất trong tất cả nếu bạn không lưu tâm nó có thể phá hủy hoàn toàn cuộc sống của bạn nhưng không phải theo cách bạo lực hoặc hung hãn thay vào đó bản ngã tâm linh được ngụy trang dưới lớp mặt nạ của ý định tốt trung trọng cao hơn. Đó là một cái bẫy mà nhiều người trong chúng ta, những người tìm kiếm tâm linh có thể và sẽ rơi vào một lúc nào đó. Và chúng ta càng ở trong cái rảnh tâm linh, sự bế tắc trì trệ đó, chúng ta càng có nhiều khả năng phát triển thành một người lạc lối về tâm linh. Bản ngã là ý thức của chúng ta về bản thân đó là câu chuyện ảo tưởng về cái tôi mà chúng ta thực hiện trên thế giới như một cơ chế sinh tồn tiến hóa tuy nhiên bản ngã là nguồn gốc của mọi đau khổ và cảm giác của chúng ta khi bị tách rời khỏi cái mà chúng ta thực sự là vô biên toàn bộ và vô hạn vậy thì bản ngã tâm linh là gì bản ngã tâm linh được xây dựng dựa trên bản ngã cơ bản mà chúng ta mang theo vấn đề là chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đã phát triển một bản ngã tâm linh cho đến khi cuộc sống tốt đẹp và thực sự bắt đầu trở nên lộn xộn bản ngã tâm linh phát triển như thế nào bản ngã tâm linh tức là sử dụng tâm linh để phục vụ bản ngã thay vì tiếp cận con đường tâm linh với ý định cố gắng vượt ra khỏi bản ngã khi các con đường thực hành và khái niệm tâm linh trở thành nô lệ của bản ngã thì đây là sự ra đời của bản ngã tâm linh đi trên con đường tâm linh đúng cách là một quá trình rất tinh tế có rất nhiều điều bất cập dẫn đến một phiên bản tâm linh bị bóp méo lấy cái tôi làm trung tâm chúng ta có thể đánh lừa bản thân rằng chúng ta đang phát triển về mặt tâm linh nhưng thay vào đó chúng ta đang củng cố tính vị kỷ của mình thông qua các kỹ thuật tâm linh những người lạc lối tâm linh có niềm tin vững chắc vào quan điểm thức tỉnh của chính họ những thành tựu và kiến thức tâm linh đặc biệt của họ họ cũng không thể dung thứ cho người khác mặc dù họ có thể điều chỉnh hình ảnh bên ngoài là từ bi hay khôn ngoan và nếu hạt giống đó tiếp tục phát triển mà không bị kiểm soát không bị nhổ hoặc bị thử thách nó sẽ phát triển và lớn lên cuối cùng chúng ta có thể trở nên chờ thướng bị mê lầm bởi bản ngã đến nỗi chúng ta đang xa suốt trên con đường tâm linh so với khi chúng ta bắt đầu ví dụ về bản ngã tâm linh tuyên bố có quyền tiếp cận đặc biệt với tinh linh những thế lực vô hình siêu nhiên tin rằng bản thân là hóa thân của một đấng siêu phàm nhân vật lịch sử tâm linh nổi tiếng. Tuyên bố rằng người khác không thể hiểu bạn vì bạn đã đạt được một trạng thái nhất định là nhận thức rung động cao, tỉnh thức, giải phóng và tỏ ra khinh thường những người không ở cùng cấp độ thay vì từ bi, tự hào và phu trương những thành tựu hoặc quà tặng tâm linh. Và sau đây là những dấu hiệu của bản ngã tâm linh. Mọi người có thể dành cả cuộc đời để mắc kẹt trong cái bẫy của việc vô tình sử dụng sai những từ ngữ ý tưởng thực hành và con đường tâm linh để thổi phòng cái tôi của họ thực tế là với tư cách là những sinh vật tâm linh có trải nghiệm con người chúng ta không hoàn hảo nhưng điều quan trọng là rèn luyện tính khiêm tốn cởi mở và sẵn sàng trung thực với bản thân những phẩm chất này là cách bảo vệ tốt nhất trước bản ngã tâm linh đây là những dấu hiệu rõ ràng của bản ngã tâm linh mà bạn cần để ý cả trong bản thân và người khác công khai quá mức khoe khoang những thành tựu tinh thần đặc biệt của mình tuyên bố một lập trường vượt trội trực tiếp hoặc gián tiếp những món quà tinh thần hoặc tài năng cố gắng vượt lên trên vật chất trần thế và có những phẩm chất giống như thần thánh tin rằng mối liên hệ với thần thánh bằng cách nào đó sâu sắc hơn hoặc đặc biệt hơn mối liên hệ với người khác đánh giá người khác cố gắng ăn mặc trông giống như một người tâm linh sử dụng các từ và khái niệm tâm linh để tránh bị sai nhầm lẫn hoặc đối mặt với những cảm xúc dễ bị tổn thương trở nên quá đồng nhất với kiến thức tâm linh cố gắng chuyển đổi mọi người theo nhận thức của người đó chống lại việc bị đánh giá và bực bội những người cố gắng làm điều này yêu cầu quyền truy cập vào kiến thức tâm linh đặc biệt và độc quyền mà những người khác không thể tiếp cận thiếu sự tò mò và tiếp thu cuộc sống mang mặt nạ của sự tử tế tích cực hoặc khôn ngoan về cơ bản bản ngã tâm linh khó xác định rõ ràng đơn giản là vì chúng ta quá gần gũi với nó và tìm cách biện minh cho nó tại sao bản ngã tâm linh lại nguy hiểm vì nó được khoác lên mình tấm áo ánh sáng và đó là điều khiến nó rất khó bắt hơn nữa bản ngã tâm linh khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ thậm chí không thể chạm tới đó chính xác là những gì bản ngã tìm cách đạt được nó thách thức chính nền tảng của giá trị bản thân và hình ảnh bản thân của chúng ta không chỉ vậy bản ngã tâm linh cũng nguy hiểm vì nó hạn chế mọi sự phát triển nó là cái chết của bất kỳ sự biến đổi nào bởi vì để tiến hóa có nghĩa là phải trải qua các chu kỳ của cái chết và sự tái sinh nếu bản ngã tâm linh đã đến rồi thì có sự ngưng trệ, đơn giản là không thể tăng trưởng thêm nữa. Trên thực tế, nguy hiểm nhất trên con đường của chúng ta là tin rằng chúng ta đã trở nên giác ngộ và kiêu ngạo với năng lực tâm linh của mình với những người khác. Làm thế nào để ngăn chặn cái tôi tâm linh? Chúng ta cần tiếp cận con đường tâm linh với sự khiêm tốn, cởi mở và sẵn sàng trung thực với chính mình tiếp tục hành trình qua những góc sâu và tâm tối nhất trong tâm hồn bạn, ôm lấy con quỷ bên trong của bạn, khám phá những món quà tiềm ẩn của bạn và đạt đến cấp độ tiếp theo của sự phát triển tâm linh của bạn. Đây là công việc sâu sắc và mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều có một mặt bóng tối, tức là mặt của bản ngã không được trình bày trước công chúng và chúng ta cần nhận thức được điều đó để ngăn chặn các vấn đề như từ cao về tâm linh và lòng từ gái phát sinh bạn có thể bắt đầu bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi như nếu tôi thấy ai đó cư xử theo cách của tôi tôi sẽ nghĩ gì về họ tôi có sẵn sàng đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm của mình và nếu có sự phản kháng thì bản ngã tâm linh không muốn tôi thấy điều gì tôi cảm thấy mình vượt trội về mặt tâm linh hơn những người khác trong lĩnh vực nào tôi có nhất quán với những gì tôi cảm thấy suy nghĩ và làm như thế nào bạn cũng có thể nhờ những người bạn đáng tin cậy những người thân yêu hoặc người cố vấn tâm linh giúp chỉ ra những khu vực mà bạn có thể rơi vào ảo tưởng tâm linh và bạn cũng có thể viết nhật ký nội tâm và thực hành thiền định các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh đã đến kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn ngoài ra các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại